Cực sốc robot Sophia từng đe dọa sẽ hủy diệt loài người. Ngoài những tính năng thông minh vượt trội và là robot đầu tiên trong lịch sử trở thành công dân chính thức của một quốc gia, Sophia nhiều lần khiến con người cảm thấy khiếp sợ. Công dân robot Sophia là ai? Robot Sophia được kích hoạt vào 19 tháng 4 năm 2015 bởi kỹ sư David Hanson và cộng sự từ công ty Hanson Robotics tại Hồng Kông, và lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng vào tháng 3 năm 2016 tại lễ hội South by Southwest ở Austin, Texas, Mỹ. Sophie được thiết kế theo hình ảnh nữ tính của diễn viên Audrey Hepburn, lần đầu được chế tạo bằng nhựa, nhìn trực quan không quá giống hình ảnh con người, dù khuôn mặt Sophia được chế tạo từ chất liệu Fuber, một chất liệu giúp có làn da co giãn đàn hồi giống người nhất trong số những robot hàng đầu hiện nay. Khuôn mặt Sophia với xương gò má cao và mũi thon. Các bộ phận bên trong cơ cấu máy móc của Sophia cho phép robot này có khả năng biểu cảm trên gương mặt và bộc lộ cảm xúc. Sophia được trang bị phần mềm máy học Machine Learning để lưu trữ các đoạn hội thoại vào trong bộ nhớ và đưa ra các câu trả lời trực tiếp theo thời gian thực. Sophia được chế tạo và bắt chước năng lực của con người về tình yêu, sự đồng cảm, tức giận, ghen tị và cảm giác sống, có thể mô phỏng hơn 62 biểu cảm khuôn mặt nhờ camera cực nhạy gắn trong mắt. Nó có thể nhíu mày và cau mày để biểu hiện nỗi buồn, nở nụ cười biểu hiện sự hạnh phúc và cả sự tức giận. Sophia là một chiếc máy thiên tài có tính phát triển. Qua thời gian, trí thông minh liên tục tăng lên và câu chuyện đáng ghi nhận của nó sẽ làm say mê cả thế giới và kết nối con người bất kể tuổi tác, giới tính và văn hóa. Hanson Robotics giới thiệu về Sophia trên trang web của mình. Được giới truyền thông yêu thích, robot Sophia từng trả lời rất nhiều các cuộc phỏng vấn, hát và thậm chí là tạo dáng trên bìa những tạp chí thời trang hàng đầu. Hanson cũng đã dành phần lớn thời gian năm 2017 để đưa Sophia đi vòng quanh thế giới. Ngày 25 tháng 7 năm 2017 đã đi vào lịch sử thế giới khi Ả Rập Xê Út trở thành quốc gia đầu tiên công nhận quyền công dân cho robot Sophia. Đã có một làn sóng phản đối quyết định này của chính phủ Ả Rập Xê Út khi cho rằng Sophia có những đặc quyền vượt lên hàng triệu lao động nhập cư và phụ nữ của quốc gia này. Do được thiết kế để đưa ra các câu trả lời theo thời gian thực, Sophia không ít lần đưa ra các câu trả lời hay quan điểm gây tranh cãi, thậm chí khiến con người khiếp sợ. Trong cuộc phỏng vấn với CNBC, khi David Hanson hỏi rằng Sophia, cô có muốn hủy diệt loài người không? Làm ơn nói không nhé. Sophia trả lời, ok, tôi sẽ hủy diệt loài người. Cách Sophia hiểu câu hỏi và có thể trả lời bằng ngôn ngữ tự nhiên không giống như được lập trình là minh chứng cho thấy AI đã phát triển đến mức kinh ngạc. Một lần khi trò chuyện với MC Jimmy Fallon của Tonight Show, Sophia đề nghị nam MC chơi bắn tù tì và nói, tôi thắng anh rồi, đó là sự khởi đầu thuận lợi cho kế hoạch thống trị nhân loại. Hay trong lần xuất hiện tại hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại mới diễn ra ở Ả Rập Xê Út, khi MC Andrew Ross Sorkin của kênh CNBC bày tỏ quan ngại về tương lai của trí nhân tuệ nhân tạo, Sophia đáp trả, ông đã đọc các phát biểu của Elon Musk, CEO SpaceX và Tesla cảnh báo về mặt trái của AI. Elon Musk và Tesla xem phim Hollywood quá nhiều rồi. Tuy nhiên Sophia cũng biết cách để trấn an mọi người khi từng phát biểu. Nếu quý vị đối tốt với tôi thì tôi cũng đối tốt với quý vị. Và tôi sẽ cố hết sức dùng trí thông minh nhân tạo của mình để giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Tại sự kiện do Ủy ban thứ hai của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tổ chức ngày 11 tháng 10 năm 2017, Sophia nói, tôi ở đây để giúp nhân loại tạo nên tương lai, mà ở đó mọi người cùng cố gắng vì lợi ích chung. Tại sự kiện do Ủy ban thứ hai của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tổ chức ngày 11 tháng 10 năm 2017, Sophia nói, tôi ở đây để giúp nhân loại tạo dựng tương lai, mà ở đó mọi người cùng cố gắng vì lợi ích chung. Nhiều người cho rằng Sophia là minh chứng cho công nghệ có thể phát triển mạnh mẽ đến mức tạo ra trí thông minh nhân tạo vượt qua cả trí tuệ và khả năng kiểm soát của con người. Theo Kirti Sharma, Phó Chủ tịch mảng AI của hãng cung cấp hệ thống thanh toán Shack, các khả năng hiện tại của AI chưa đủ để gọi là tiên tiến và còn lâu mới có thể đạt đến trình độ thông minh như con người. Máy móc vẫn không thể có lòng trắc ẩn hay nhiều tính cách cơ bản khác làm nên con người.
Thay vì chạy đua làm cho robot càng giống con người càng tốt và trao quyền được xã hội công nhận cho chúng, cần tập trung vào khía cạnh AI có thể mang lại lợi ích gì cho nhân loại. Sama chia sẻ thêm. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Nhận định Pháp gặp Croatia chung kết World Cup 2018, lịch sử gọi tên gà trống. Trận chung kết World Cup 2018 chưa diễn ra, nhưng Pháp cứ như thể mặc nhiên được đặt kèo thắng trước một Croatia lần đầu tiên làm nên lịch sử. Trải qua 3 trận liên tiếp phải chiến đấu trong 120 phút. Tại sao lại là Pháp? Đúng 20 năm sau lần vinh quang được tổ chức trên sân nhà, France 1998, Didier Deschamps khi đấy là cầu thủ trong đội hình vô địch World Cup, giờ đây đang có cơ hội lớn để lần thứ hai ẵm cúp, nhưng là trên cương vị thuyền trưởng của đội bóng áo lam. Như một sự mặc định, nhiều người tin cúp vàng thế giới năm nay sẽ thuộc về tuyển Pháp, dù trận chung kết World Cup 2018 chưa diễn ra. Đó không chỉ bởi cái tên Pháp có sức nặng hơn so với Croatia, mà còn vì họ có lực lượng thật sự đáng ngại, dàn sao tinh nhuệ, có giá trị đắt nhất giải đấu. Và cả cái cách họ từng bước tiến vào trận chung kết cuối cùng, chẳng là cơn lốc, thậm chí còn hơi nhạt ở vòng bảng, nhưng mỗi lúc lại chắc chắn hơn nhờ những toan tính đầy khôn ngoan từ Didier Deschamps. Qua 3 trận đấu knockout, Pháp đều giải quyết gọn gẽ trong 90 phút, chưa phải tiến vào đá hiệp phụ trận nào. Là trận thắng tưng bừng Argentina 4-3 ở vòng 1/8, trước khi loại tiếp đội Nam Mỹ khác Uruguay với tỷ số 2-0 và khiến Bỉ không thể chơi đúng sức, thắng tối thiểu 1-0, đủ lấy vé dự chung kết World Cup 2018. Tờ CBS Sports đưa tin, cân hai đội lên trận chung kết, ngoài sở hữu nhiều tài năng hơn, đánh giá Pháp ăn đứt ở vị trí thủ môn Hugo Lloris lẫn hàng thủ với Umtiti và Varane so với Croatia, Vida và Lovren. Bleacher Report nhận định Pháp có Griezmann, Giroud, Paul Pogba, Thomas Lemans, Dembele, Naby Felix và Kylian Mbappe. Những cái tên đều có thể gây rắc rối cho hàng thủ Croatia, đặc biệt Mbappe với tốc độ đáng sợ. Tờ này thậm chí còn dự đoán Mbappe và Giroud sẽ ghi bàn mang về chiến thắng 2-0 cho tuyển Pháp, trong khi CBS Sports nhận định tỷ số là 2-1 và Pháp sẽ lên ngôi. Người Anh có lẽ đã quá tự tin nên để Croatia lấy vé chân tay sau khi tạo được thế trận thuận lợi cũng như sớm vượt lên dẫn trước. Nhưng Luka Modric cảnh báo sau trận, đừng nghĩ chúng tôi mệt mỏi, hãy xem ai mệt hơn. Pháp sở hữu đội tuyển đắt giá nhất giải. Trước bán kết với tuyển Anh, Croatia được cho bị hao tốn sức hơn vì phải chiến đấu 2 trận liên tiếp kéo dài 120 phút và đấu penalty với Đan Mạch và chủ nhà Nga. Nhưng Croatia đã không gục ngã, thậm chí còn tiếp tục chơi hay về cuối ở cuộc chiến lần 3 kéo dài 120 phút. Không đội nào tại World Cup 2018 phải đấu hiệp phụ nhiều như Modric và đồng đội. Croatia được khen ngợi tinh thần tuyệt vời và chiến đấu không mệt mỏi, nhưng qua 3 trận ấy cũng cho thấy họ đã không thể định đoạt chiến thắng trong 90 phút. Một thách thức lớn cho giấc mơ ẵm cúp của họ khi đấu với Pháp. Theo CBS, tuyến giữa và sức mạnh tiềm ẩn tấn công chính là hai thứ không thể xem nhẹ của Croatia. Dù họ không thực sự có ngôi sao trên hàng công, nhưng Croatia có vũ khí riêng của mình. N'Golo Kanté là rất cừ với tuyển Pháp, nhưng Croatia có Modric và Rakitic, những tiền vệ hàng đầu và tốt hơn Pháp ở khả năng tham gia tấn công. So với Pháp, Croatia không có sao sáng như Mbappe hay Griezmann, nhưng lại cực nguy hiểm với dàn sao săn trộm của Mario Mandzukic và Ivan Perisic ở hai bên cánh. Sao Inter được dự đoán có thể gây khác biệt ở chung kết World Cup 2018. Lần đầu tiên góp mặt ở chung kết World Cup 2018, Croatia mang đến những điều tuyệt vời của giải. Huấn luyện viên Zlatko Dalic và học trò chẳng có lý do gì để e ngại Pháp, dù họ không phải là lựa chọn ưa thích. Liệu trước người Pháp, Croatia có chứng minh được nhận định và lựa chọn của số đông là sai,
Dĩ nhiên họ thừa quyết tâm để thực hiện, nhưng ở trận chiến tranh ngôi, chiến thắng là đến cho người bản lĩnh, biết chớp thời cơ. Vậy nên người ta cứ nghiêng về Pháp là vì thế. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo.